Đây là phần tiếp theo trong chuyến hành trình của Quỷ Đỏ trước khi Universal bất đồng quan điểm với đạo diễn và cả diễn viên chính và dàn diễn viên phụ, song sinh ra cái quả lớ mao năm 2019. Hellboy 2. Sau khi tiêu diệt con đặc sản Hạ Long siêu to khổng lồ ở phần 1, Hellboy và các bạn có một năm sống an nhàn, chỉ làm mấy nhiệm vụ lôm côm nên chúng ta có thời gian để ngược dòng với quá khứ. Hồi ông Broom còn tương đối trẻ và Hellboy trông chỉ vừa đủ tuổi xem Skibidi Toilet. Tạ ơn Chúa là hồi đấy chưa có Skibidi, chứ không lớn lên Hellboy hủy diệt nhân loại hai lần là còn ít. Cơ mà thôi, không đùa nữa. Vào chuyện chính thôi. Ở cái thời đấy thì trẻ con chỉ có hai thứ giải trí chính, một là xem TV và hai là nghe người lớn kể chuyện cổ tích. Câu chuyện hôm nay bố Broom kể cho Hellboy là về thời ngày xưa, khi các sinh vật thần thoại như yêu tinh, tinh tinh, quỷ lùn, quỷ cao, nữ hoàng Anh, người Úc còn tồn tại trên thế giới vì lòng tham và sự mở rộng vô tội vạ của loài người. Một cuộc chiến đã nổ ra giữa họ và các sinh vật thần thoại. Con người thì biết rèn vũ khí, hiếu chiến và tàn nhẫn hơn, nên các sinh vật thần thoại liên tục bị tàn sát, khiến cho vua của tiên tộc, vua Balor, cảm thấy vô cùng phẫn uất. Đúng lúc đấy thì có thằng yêu tinh đến gặp ông, ký kết giao kèo đổi cái gì đấy để đóng cho vua Balor một đội quân thiện chiến nhất của đất. Ông vua thì đồng ý, nên là đám yêu tinh bắt tay vào việc luôn. 70 lần rèn, mỗi lần rèn ra 70 chiến binh bằng vàng ròng nguyên chất. Thế là được 4.900 thằng đúng không? Tôi làm vót giờ lâu quá nên chắc chắn con số này sai. Nhưng thôi, không làm toán nữa. Đại loại là mấy ông yêu tinh còn làm quả vương liệm bằng vàng ròng. Ai có dòng máu hoàng gia đội lên đầu là điều khiển được cả đội quân vàng. Và thế là vua Blor thử luôn. Nhưng mà bọn này hiệu quả như hai quả nuke ném xuống Nhật Bản. Bùm phát là người lớn, người già, phụ nữ, trẻ em đi hết. Không thể chống cự lại sức mạnh chết chóc và tàn phá của bọn này. Nên chính vua Blor cũng vô cùng kinh sợ về những gì mình vừa làm. Nên thôi, ra hiệp ước với loài người. Ông bắt con người hứa sẽ để yên cho các sinh vật thần thoại sống trong rừng sâu. Loài người sẽ được ở đồng bằng, không ai đánh ai nữa. Tránh cho cả hai họa binh đao. Đội quân vàng sẽ bị giấu đi vĩnh viễn. Chiếc vương miện vàng điều khiển chúng sẽ bị tách làm ba, cho con người giữ một mảnh. Coi như là cách vua Blor bày tỏ thành ý. Ai cũng tán dương. Chỉ có con trai của vua Blor, vì hắn bảo tin ai chứ tin thế quái nào được loài người. Và để tỏ rõ thái độ bất mãn đó, tự thân mình ra đi mất dạng. Hàng ngàn năm trôi qua, các sinh vật thần thoại trở thành thần thoại, còn hiệp ước xưa kia thì bị con người quên lãng. Họ liên tục bành trướng lãnh địa, phá hủy nơi sống của các sinh vật kia. Và đáng buồn thay, thứ quý giá như mảnh vương miện mà vua Blor giao cho con người làm tín vật giờ đã trở thành một món đồ cổ để người ta bán đi bán lại. Đúng lúc này thì Nuada trở lại, thình lình như cái cách mà hắn biến mất ngay tại phiên đấu giá cổ vật tại Manhattan, nơi mà người ta đang chiêm ngưỡng và trả giá bán mua mảnh vương miện của con người. Tất nhiên là với ông hoàng tử này thì dăm ba ông bảo vệ là không có tuổi. Đấy là còn chưa tính đến cộng sự của Nuada, Wink, một con quỷ chôn với bàn tay sắt. Cả hai cầm theo cái vali nhìn sus vờ lờ, quay như sắp mở cái gì đó nguy hiểm ra bên trong. Nhưng tất nhiên là phim luôn muốn bí ẩn tí nên là đoạn này chúng ta không được xem. Ngay lúc này, ở trụ sở cục nghiên cứu và phòng thủ các hiện tượng siêu nhiên, cái chỗ mà của Hellboy ấy, đang drama tung rời lên. Nhưng tôi không tìm thấy đặc vụ John Meyer ở đâu, chắc hết vai. Cơ mà trở lại chuyện chính, Liz nhận lời làm người yêu Hellboy từ phần trước thì biết rồi nha. Cơ mà có vẻ là mối quan hệ này trong thời điểm hiện tại không được giòn cho lắm. Khi mà Hellboy mặc dù có người yêu nhưng cũng chưa ra dáng đàn ông cho lắm. Nghịch thì dại, chơi thì ngu, sống thì bừa bộn. Mà không phải có mỗi Liz có vấn đề với Hellboy, Manning cũng có. Tưởng hai ông làm hòa từ phần 1 rồi, nhưng có vẻ là Manning bớt hãm đi thì Hellboy lại hãm hơn gấp 3-4 lần. Ông tướng này càng ngày càng tỏ rõ sự bất mãn, khi cục luôn phải hoạt động trong bí mật. Hellboy không thích thế, nên hơi tí lại cho dân thường người ta có cơ hội chụp ảnh, đăng clip, lại còn thành clip hot tràn lan trên mạng. Cơ mà ai phải đi dọn dẹp rồi bịt mồm mấy cái người đấy, bằng cách phát áo trùng cuối và mời vào group phim này hay phết. Manning chứ ai, kiểu cứ một người dọn một người bày như này rõ là vô cùng tai hại. Manning nhờ bạn thân ép của Hellboy khuyên mấy lần rồi, nhưng vẫn u như kỹ. Một ngày như bao ngày, Hellboy lại bị bạn gái quát cho không trượt phát nào. Trong lúc Manning đang than thở với ép về công việc hàng ngày của thằng chả, may quá có báo động, thôi tạm ngừng cãi nhau, họ phải đi làm nhiệm vụ thôi. Họ đến đúng cái buổi đấu giá tại Manhattan, và thật kỳ lạ khi căn phòng trống không, mấy chục vị khách hoàn toàn bốc hơi, mất tăm mất dạng, chẳng có đầu mối nào để lại. Ngoài hai chiếc vali có dấu ấn hoàng gia của tiên tộc và những vết nứt toác trên tường, nhưng mà chúng ta có ai trong team nào? Chúng ta có ép, và ông này giờ có thêm cái Google Lens thì khác gì hổ mọc thêm cánh. Chỉ một lúc đã nhận ra thứ gây ra tai họa ở đây là lũ tiên răng. Nhưng tất nhiên không phải cái kiểu tiên răng mà bọn trẻ phương Tây đổi răng lấy tiền đâu, mà là bọn quỷ to bằng bàn tay, đến từ những khu rừng tối nước Đức, với hàm răng sắc nhọn, bị cấm trao đổi buôn bán vì quá phá hoại và nguy hiểm. Thức ăn ưa thích của bọn này là canxi, nên luôn nhắm tới việc ăn hết răng của nạn nhân đầu tiên. Nhưng mà tóm lại là cái gì chúng nó cũng ăn hết, chứ cớt. Nên cả đàn này mà bâu vào thì một người bốc hơi chỉ trong vài giây. Tất nhiên là các đặc vụ của cục chưa được huấn luyện để xử lý bọn này, nên bùm cái là một ông hy sinh ngay và luôn. Trong lúc lộn nhộn, ép lỡ tay chạm vào bụng Liz và phát hiện ra là cô đang có thai. Giữa cái thời điểm lôm côm thế này,
để giải quyết tình hình. Vì nhìn Hellboy bắn từng con trông khá là mất công, Liz quyết định sử dụng sức mạnh. Phần 1 thì cô phải cáu mới sử dụng được, nhưng chắc giờ sống chung với Hellboy nên lúc nào cũng cáu. Lửa muốn bùng lên là bùng, cơ mà ít ra kiểm soát được chỗ nào bùng còn chỗ nào không trước khi cháy lên ngọn lửa cao nguyên. Liz đã cẩn thận bảo Hellboy đừng có đứng ở cửa sổ, nhưng ông tướng này vì một lý do gì đấy mà lại cứ trưng ra quả mặt tao biết mình sẽ làm gì, xong đứng nguyên đấy. Liz bùng nổ, và thế là Hellboy bị thổi bay theo đúng đường cửa sổ, rơi trúng đám đông. Và cái vụ to thế này thì chắc đến 70% đám đông đều là nhà báo. Đúng cái ông nổi bần bật nhất xuất hiện thì cả làng vào chụp ảnh lia lịa. Còn Manning thì trưng ra bộ mặt không thể nào chán đời hơn, khi mà ông có thể bịt mồm 1-2 thằng, chứ toàn bộ cánh báo chí New York thì chả bao giờ. Thôi xong, công bao năm che giấu cho đám này giờ thành công dã tràng. Thôi xong, Hellboy đã lên TV, cả nước biết tin. Tất nhiên là trái với kỳ vọng của Hellboy, phản ứng của mọi người là chê sao thằng này xấu dai thế, cho nó yêu. Nên Liz cay phải biết. Mà thôi, trở lại chuyện chính. Thì trên chú phỉnh không hề hài lòng với những gì mà Hellboy đã gây ra, nên gửi một cán bộ đặc biệt là tiến sĩ Johann Cross xuống làm việc. Ông Manning thì mừng, vì cuối cùng cũng có một thằng cha từ trung ương xuống đỡ việc cho ông. Nhưng cả Manning và Hellboy đều không biết cái ông cán bộ này cũng không phải người bình thường, mà là làn khói trắng trong bộ giáp trông như bộ đồ của Mysterio từ thế kỷ 19. Kiểu gọi ông này là ma cũng không đúng lắm, nhưng mà bảo là người thì cũng chả phải. Ông này không hề có cơ thể vật lý, nên cái bộ đồ kia chắc là để ra đường không bị gió thổi bay mất. Ông này về thì cũng lên làm cốp to, chứ cũng không phải bọn nhân viên lau nhau như Hellboy với Ape. Vừa mới vào thì chúng ta đã biết ngay ông này cũng là kỳ nhân dị sĩ, khi sử dụng chính một phần của mình nhập hồn vào xác của một con tiên răng đã bị Liz nướng vàng giòn để lấy lời khai. Con tiên răng bị Cross hồi sinh sau khi dành hầu hết thời gian để chửi Hellboy là thằng xấu dai, đầu to óc nho thô kệch thối mồm, thì mới khai ra trong khi bị nhốt vào vali. Có nghe thấy tiếng quỷ chôn nói chuyện ồn ào như ở chợ, quá hài. Thế thì chỉ còn một địa điểm ở gần đấy đáp ứng được cái thông tin đấy thôi, chợ quỷ chôn. Nghe đồn là dưới một hầm cầu nào đấy, nhưng New York có cả nghìn cái hầm cầu thì ở đâu mà tìm. May quá là Ape biết đọc, bảo là có một nhà huyền học hồi thế kỷ 19 đã khoanh vùng được cái chợ này nằm dưới chân cầu Brooklyn. May nhá, lại bảo phải sang Nga như phần 1 thì lòi mắt. Tất nhiên là cái vụ thảm sát ở Manhattan không chỉ làm rúng động thế giới loài người, mà còn khiến các sinh vật thần bí hết sức hoảng loạn. Kiểu giờ đang đâu gây hấn này, mình giờ quân vừa ít vừa yếu, con người chúng nó chạy vào nổ cái xóa sổ cả làng thì lại căng. Biết thế nên vua Blor của tiên tộc phải triệu hồi thằng con Nuada về ngay lập tức. Tất nhiên là để hỏi tội xem tại sao máu liều lại nhiều hơn máu não. Nhưng mà ngay khi gặp thằng con thì ông đã biết thằng này từ đầu đã muốn khô máu một trận sống mái với loài người. Không những không hối lỗi mà còn đòi bố cho đi đánh bỏ mẹ mấy thằng kia đi. Tất nhiên là sử dụng đội quân hoàng kim. Cơ mà vua Blor là người biết rõ sức mạnh hủy diệt của đội quân nên lắc đầu từ chối. Và dù ruột đau như cắt, nhưng ông vẫn phải ra lệnh cho cận vệ khép thằng con trai duy nhất của mình vào cửa tử. Bất chấp là giờ mà thằng con ông chết thì đứa con gái ông yêu quý hết mực cũng đi theo. Nếu các bạn thắc mắc thì là vì magic, hai anh em nhà này là sinh đôi. Và cái tộc tiên đất này, đám sinh đôi sẽ bị liên kết sinh mệnh và ý thức vào nhau. Ai ở đâu thì người kia cũng biết, và ai bị làm sao người kia cũng bị điều tương tự. Cơ mà trở lại trận chiến đấu thì hoàng tử Nuada phải solo với tất cả các cận vệ mặc giáp mỏ chim và cầm dao chặt thịt của Blor. Nhưng lợi thế về tốc độ lẫn độ bền giúp Nuada chiến thắng, dù có bị đấm veo cả mồm. Đấy, thấy tôi nói gì chưa? Công chúa Nuala cũng bị chảy máu mũi kìa. Nuada không bỏ cuộc và biết rằng chỉ có giết cha mình thì hắn mới lấy được mảnh vương miện của ông. Nên dù tàn nhẫn nhưng hắn vẫn quyết định. Bằng đòn tấn công vô cùng dứt khoát, Nuada đã một kiếm xiên chết cha mình, rồi cướp lấy mảnh vương miện mà ông đang nắm giữ. Nhưng quay đi quay lại thì công chúa Nuala đã bị thằng đệ của Nuada, con quỷ chôn Wing, để sổng mất. Cùng với đó là mảnh vương miện cuối cùng, đi đâu thì cũng không rõ. Trở lại với anh em bên cục nghiên cứu và phòng chống hiện tượng siêu nhiên, anh em đặc vụ đến cầu Brooklyn và nhờ cốp Cross mà thậm chí họ còn tậu được cả quả thấu kính siêu cấp. Chả là để sống ở thế giới hiện đại, các sinh vật thần thoại đành phải phát triển ra khả năng che giấu sự tồn tại bằng cách tỏa ra một loại hào quang đặc biệt, khiến cho những thứ bất thường trông hết sức bình thường. Cái thấu kính mà Cross mang cho mấy ông tướng này là thứ có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang đấy. Như kiểu nhìn Hellboy qua kính thì không chỉ thấy xấu trai, mà là con ác quỷ hấp dẫn các em gái mới lớn như này. Và bà già cùng với đám mèo kia thực ra là một con quỷ béo ị trông như con cóc, và đám mèo thực ra là đồ ăn của con quỷ đấy. Bọn quỷ này sợ nhất là chim hoàng yến. Khi bà già kia định trốn vào góc để ăn thịt con mèo thì vốn là người yêu mèo nên Hellboy không chịu được, chạy ra lùa trước khi con mèo bị ăn thịt. Hellboy hỏi bà già có khai không thì bị bảo quanh đây rõ là toàn nước đái mèo, chả khai mù. Thấy đối phương có vẻ không hợp tác, Hellboy bắt anh em lôi con chim hoàng yến ra, dọa cho con quỷ đội lốt bà già sợ phát run phát rét, phải dẫn họ vào chợ quỷ chôn, nhưng từ chối mở cửa, khiến anh quỷ đỏ nóng máu đấm cho dính tường, sống chết không ai rõ. Thôi thế là hết vào, đùa đấy. Lúc này tiến sĩ Cross lại tiếp tục trổ tài bằng cách sử dụng một tí khói của mình len lỏi vào khóa cửa để điều khiển cho cánh cửa bí mật mở ra mà không cần nhập mã số. May là ông này bên chính phủ, chứ đi ăn trộm thì có mà nửa năm nước Mỹ phá sản. Cái chợ này dù đủ các thể loại quỷ này quỷ kia, yêu tinh ma quỷ đủ loại, anh em bổ nhau đi tìm. Thì Ape tình cờ thấy chiếc vòng tay nhìn rõ là quý sử tộc trên tay của công chúa Nuala đang trốn đến đây và lò dò chạy theo.
Cross thì đi nằm vùng như thật. Còn Hellboy thì tất nhiên là làm những gì mà Hellboy hay làm, dùng nắm đấm để hỏi thăm. Bọn quỷ dù có cố chối Cross khi nhìn thấy tấm ảnh, nhưng mà đúng là khi lời lẽ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Hellboy tát cho con quỷ văng hết cả kem cạo râu, thì biết rằng kẻ mua đống tiên răng là hoàng tử Nuada. Còn hoàng tử Nuada ở đâu thì chúa biết. Trở lại với Abe, anh đã theo đít công chúa đến một hiệu sách cổ, nơi cô nhận một khối trụ và một tờ giấy ố vàng không biết là để làm gì. Ông Abe thì vẫn rình rình mò mò, trông như một thằng biến thái. Tất nhiên là công chúa cũng không phải là ngu ngơ gì, nên thấy có thằng bám theo là biết ngay. Nhưng mà tôi chả hiểu tại sao lại đứng ra bắt Abe phải đối chất. Tất nhiên là ông này thì thấy gái là lắp ba lắp bắp ngay, nên Nuala bảo đưa cái tay đây. Hóa ra cô này cũng có năng lực ngoại cảm giống như Abe, sờ cái biết ngay địa chỉ nhà, nghề nghiệp rồi tên bố mẹ Abe luôn. Mong là Nuala không biết Rapdis, còn Abe thì chỉ biết lý do tại sao Nuala lại phải chạy trốn, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Hai người cố giao tiếp với nhau, không để ý rằng con quỷ Wing đã đến tận cửa hiệu sách, nhảy vào phá đám. Abe bị đấm cho tí thì nát bấy, nhưng may sao mỗi thằng đầu to mất cận đều có một thằng bạn thân cục xúc đi cùng. Hellboy đến trước khi Abe hết vai, lao vào đấm cho Wing không trượt pha nào. Wing cũng đáp lễ, và lần đầu tiên trong đời Hellboy đấm nhau với một thằng cân kèo đến thế. Đùa ấy, Hellboy vẫn kèo trên. Cánh tay đá của Hellboy đủ cứng để đấm cho bàn tay sắt của Wing thành đống sắt vụn. Tất nhiên là Wing không thể không đánh trả quả đòn thù này bằng cách vả cho Hellboy rụng cả một chiếc răng. Thôi mỗi thằng bị thương một kiểu, xí xóa nhá. Hellboy thì muốn thế, cơ mà Wing không chịu. Nên là dù quỷ đỏ đã cảnh báo đừng có mà chơi cái trò đấy với tao, thì Wing vẫn sử dụng kỹ năng bàn tay hỏa tiễn. Nhưng đáng tiếc là Wing lại quy trượt, khiến cho bàn tay sắt kẹt béng nó vào cái máy nghiền rác. Và vì không có cơ chế an toàn cắt đứt sợi xích gắn bàn tay và cánh tay, nên Wing bị kéo vào máy nghiền luôn. Việc Wing chết lan truyền quanh cả khu chợ, khiến hoàng tử Nuada ra mặt trả thù cho thằng bạn bằng cách ném hạt đậu thần về phía kẻ địch. Hạt đậu này không phải để ăn và cũng không phải để nhảy nhảy cho vui như Hellboy nghĩ. Cái hạt nhảy nhảy thế là để đi tìm nguồn nước. Và rõ là cái ông lật đật như Abe thì đuổi sao được một hạt đậu vừa nhanh vừa né ảo. Hạt đậu rơi xuống cống, và từ đó một thần rừng được sinh ra, một sinh vật nguyên tố khổng lồ đội mặt đất mọc lên, đập phá ngay trên phố. Hellboy tí nữa thì bị đập xẹp lép vì cố cứu một em bé sơ sinh kẹt trong ô tô. Các sinh vật nguyên tố như này khá là nguy hiểm, ở thời người ta còn mông muội vì chúng nó to khỏe và có những dị năng rất biến ảo. Nhưng ở thời đại của thuốc súng và hàng nóng thì không. Hellboy lôi ra khẩu súng to bằng 10 khẩu anh hay dùng, leo lên bảng hiệu của một khách sạn gần đó để lấy tầm mà bắn, đục lỗ chỗ trên người con thần rừng, khiến nó rơi vào trạng thái suy yếu. Dưới đất, Cross gào bắt Hellboy headshot kết liễu thần rừng, trong khi Nuada ở trên tầng thượng đánh đòn tâm lý kiểu chúng ta giống nhau nhiều hơn lũ loài người kia, hãy về đội của ta, nơi ngươi được chào đón. Con thần rừng kia là con cuối cùng cơ mà, ngươi bắn chết nó là ngươi là đủ súc vật diệt chủng. Tất nhiên là Hellboy đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Việc mình khác biệt, mình lạc loài, mình đang chiến đấu bảo vệ một cái bọn vô ơn. Nhưng mà đen cái là trong tay anh vẫn có em bé sơ sinh kia. Và từ phần trước chúng ta đã biết, dù có bị ghét bỏ đến đâu, Hellboy vẫn chọn bảo vệ thế giới loài người, thế giới của bố Broom. Nên là một bắn vào đầu khiến con thần rừng toác luôn hạt giống, ngã gục xuống đất. Nhựa cây từ xác nó trào ra, phủ xanh một góc phố vốn chỉ toàn bê tông với nhựa đường, khiến Hellboy vô cùng suy nghĩ. Hoàng tử Nuada thì đã chim cút mất từ lúc nào. Và đúng như những gì Nuada đã bảo, Hellboy vừa cứu cả phố xong đã bị nhảy và chửi là thằng xấu dai, có chó nó yêu, khiến Liz giận muốn bùng cháy. Nhưng thôi, Hellboy bắt đầu quen rồi, nên vỗ vai bảo bạn gái về nhà. Về đến nơi, họ bắt đầu ổn định lại vị trí. Và Abe đã tiến hóa từ sinh vật lưỡng cư mạnh nhất thành một thằng sim lỏ, khi một điều Nuala, hai điều Nuala, lúc nào cũng bám dính lấy cô công chúa, khiến Cross chê chữ E kéo dài. Vì với ông ta đây là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp. Hellboy thì bất mãn về ông sếp cứng nhắc này, nên gạ kéo solo. Nhưng mà quên một điều là cánh tay đấm được người chứ có đấm được xương khói đâu. Bị bán hành ngập mồm, cơ mà thôi. Bị Cross hành nhưng mà Hellboy tự dưng hôm nay thông minh đột xuất, thông thái đến lạ. Vì nhìn cái là biết ngay Abe chả khác gì mình một năm trước, mắc bệnh tương tư và say trong ánh mắt của ai đấy. Thì chỉ có một cách để kiềm chế, đấy là say trong cồn. Hellboy cho thằng bạn chưa uống bia bao giờ của mình một lon, hai lon. Rồi tất nhiên là sau lon thứ ba thì ai còn đếm làm gì nữa. Vừa uống bia vừa hát nghêu ngao. Ông Hellboy mãi mới tìm được một chủ đề mà mình có kinh nghiệm hơn thằng bạn, nên là quân sư quạt mò như thật. Tưởng phim sẽ chuẩn bị skip sang một đoạn khác thì thình lình công chúa Nuala chột dạ. Vì như tôi đã nói ở trên đấy, hai anh em nhà này một người ở đâu người kia sẽ biết. Nuada đã đến làm gỏ hết anh em gác cổng, rồi đường hoàng đi vào trụ sở cục như trốn không người. Hai ông tướng xanh đỏ đang say quắc cần câu, buộc công chúa Nuala phải tự mình hành động. Cô ném một hộp trụ và mảnh giấy bản đồ vào lò lửa, rồi giấu mảnh vương miện còn lại vào tập thơ mà Abe thích nhất. Wow, từ hồi ông cụ Broom mất thì cả cái thư viện này chắc chỉ có Abe đọc, nên tí nữa ông Abe này mà không tự tìm chắc là lòi mắt. Cuối cùng để chốt hạ thì cô bấm nút báo động để cả trụ sở chú ý. Nuada đến đón em gái về nhà. Và tất nhiên là cái việc ném khối trụ đen đen kia vào đống lửa của Nuala cuối cùng lại là giúp anh trai. Vì khi trải khối trụ nóng đỏ ra mặt bàn và lăn đi, nó sẽ tự động vẽ ra bản đồ nơi có đánh dấu vị trí cất giữ đội quân Hoàng Kim. Ok, đã có định vị. Giờ thì nốt mảnh vương miện cuối cùng là Nuada vô đối. Tất nhiên là Nuala không chịu nói, nên Nuada định sử dụng biện pháp khác. Cơ mà ông tướng này chưa kịp làm gì thì Hellboy đã xiên xiên vẹo vẹo đi vào, solo tay đôi với Nuada.
Hellboy không biết túy quyền nên đống bia uống vào từ nãy chỉ khiến cho anh buồn đái và làm đầu óc bung biêng. Đã thế thằng bạn ép còn đòi Hellboy không được làm hại Nuada, vì đấm Nuada là cả Nuala cũng bê bết theo. Mỗi tội đã say thì chớ, thằng kia còn là người chơi lên Dex, múa hoa cả mắt. Xong trong lúc Hellboy bất cẩn, xiên ngay một giáo xuyên ngực Hellboy, rồi bẻ gãy mũi giáo cho mấy ông ở đây tự xử lý, rồi kéo em gái biến mất. Việc trước tiên cả lũ phải làm là sơ cứu cho Hellboy, và đen cái là ép cứ cầm nhíp cố gắp mũi giáo ra thì nó lại càng tự động bò vào gần tim Hellboy hơn. Tình hình đang rất là tình hình, không ai biết mảnh vương miện cuối cùng đó ở đâu. Và giờ cứ để thế này thì chẳng chóng thì chảy Hellboy cũng về gặp ông bố sớm. Liz đòi đến gặp Nuada để thương lượng, còn Manning và Cross thì bảo không có thương lượng thương liếc gì hết. Một là không giao dịch với khủng bố, hai là ai biết mảnh vương miện cuối cùng ở đâu đó. Ép biết, cơ mà rõ là thằng Trả sẽ không bảo với ai trong tình huống này, vì ép muốn đổi cái này lấy công chúa Nuala. Liz thấy nói mãi không được, mà chửi Manning mãi cũng chán. Cô quay sang chửi Cross là người không có trái tim, đụng trúng nọc của ông đặc vụ. Ừ thì Cross cũng đúng là không có trái tim thật, nhưng mà vẫn còn tình cảm các thứ chứ. Ông cũng từng có một người vợ, một người mà ông phải chia lìa vì cái tai nạn đã biến ông người không ra người, mà ma trả ra ma như thế này. Thế là tí nữa thì tổ đội chỉ có Liz và FB Hellboy đi, nhưng cuối cùng thì Cross cũng đến nhập bọn với họ, cùng trốn đến vị trí được đánh dấu trên tấm bản đồ. Đến nơi thì bệnh tình của Hellboy ngày càng trở nặng, nên họ buộc phải nhờ cậy sự giúp đỡ của một con yêu tinh cụt chân, bảo là trong thành phố chết kiểu gì cũng có người giúp được. Tất nhiên với cái giá là chính mũi giáo đang cắm vào ngực Hellboy kia, kiểu bọn này chỉ thích kim loại thôi, càng sáng càng tốt. Chốt, thế là nó lăn ra một góc, thổi cái còi tét tét để mở cửa vào trong thành phố. Con yêu tinh này bảo là từ hồi cất đội quân vàng ở đây, chỗ này từ Phú Mỹ Hưng biến thành mấy cái dự án treo, không một bóng người. Theo lời của con yêu tinh, họ chui vào một căn phòng nhỏ trong thành phố ngầm và gặp một sinh vật hình thù vô cùng kỳ dị, và quả thật là ấn tượng nhất nhì trong các tạo hình quái vật từng xuất hiện trên phim. Sinh vật không rõ là đàn ông hay đàn bà này tự xưng là thần chết, mà lại còn là thần chết riêng của Hellboy, sẽ gặp lại anh ở những Nexus Point trong dòng thời gian thế này. Chỉ có hai kết cục khi Hellboy tồn tại, một là Hellboy chết trước, hai là thế giới sẽ bị diệt vong bởi chính tay anh, không sớm thì muộn. Ở Nexus Point này, Liz là người được quyền chọn lựa. Cô được chọn giữa Hellboy và nhân loại vì cứu Hellboy khỏi cái chết, tức là đóng đinh nhân loại vào con đường diệt vong. Lúc đấy thì tha hồ mà khóc. Và ngược lại, muốn nhân loại thoát khỏi đại họa này tức là buộc Hellboy phải chết. Liz không quan tâm, vì nhân loại có 7 tỷ người nhưng chỉ có mình Hellboy là người cô yêu. Ok chốt. Múa đôi bàn tay ảo thuật, thần chết đã lôi mũi giáo ra và nhắc Liz nhớ rằng cô chỉ cần cho Hellboy một lý do để sống tiếp, là quả người yêu đỏ lòm này sẽ sống lại. Nói xong thì thần chết biến mất. Dậy đi, anh sắp làm bố rồi đấy. Và thế là Hellboy mở mắt lồm cồm bỏ dậy, và tất nhiên là không rách đi đâu cả, đằng nào thì con anh nhà nước nuôi mà. Thôi thì trở lại nhiệm vụ chính, cả đám chạy đến chỗ cất giấu đội quân vàng thì hoàng tử Nuada đã ngồi chờ sẵn ở đấy. Ép quyết định chọn cái chết tê tái, chết vì gái, ném mảnh vương miện cuối cùng cho Nuada. Và thế là thôi, bóp tim lòi mắt, chiếc vương miện lại một lần nữa về một mối, đánh thức đội quân hoàng kim siêu cấp Vibro. Cả đám la vào cố sống mái với chúng. Tất nhiên ép không đánh nhau, chỉ có Hellboy la vào đấm đá, còn tiến sĩ Cross nhập hồn vào một con lính vàng và chém ngang chém dọc. Nhưng lũ này không chỉ đông, mạnh mà còn có thể tự sửa chữa dù đã bị đập vụn ra. Well, dù gì thì đội quân bất tử cũng không phải danh hão. Thôi thì chuyến này cả đám đi chân lạnh toát, nghỉ game cất phím là vừa. Nhưng họ tự dưng nảy ra một ý tưởng. Chiếc vương miện được thiết kế để ai có dòng máu hoàng tộc đeo vào thì đều có thể điều khiển được đội quân vàng. Đồng thời ai có dòng máu hoàng gia đều có quyền thách thức kẻ đang đội vương miện để chiếm quyền kiểm soát. Nên Hellboy đòi tái đấu với Nuada. Nuada cười bảo thằng dân đen như mày tuổi con ngan. Nhưng mà Hellboy là Anum Unrama, con trai của chúa tể địa ngục, nên cũng gọi là có tí vương huyết trong người. Ok hợp lệ, remat được. Hai đấu thủ lao vào solo, và tất nhiên là vẫn như lời ép dặn, Hellboy không được đấm phát Nuada chết luôn để bảo vệ công chúa. Ừ tất nhiên vẫn được đánh, giờ mà nhường thì tỷ lệ chết hẳn cao lắm. Sau một hồi chiến đấu vô cùng gay cấn, người đấm người đâm, kèo không ai chịu ai, nhất là khi Hellboy không còn say bia như lần trước. Anh đọc hoàng tử Nuada như một cuốn sách, tức lấy cây giáo mất dạy kia rồi quật ngã Nuada, giật lấy vương miện từ đầu hắn. Công thức chiến thắng thế là đã được xác định, nhưng Nuada là một thằng thua cay cú, nên ngay khi Hellboy quay lưng đi, hắn đã rút dao ra định xiên bẩn, nhưng chưa kịp kết liễu Hellboy thì khựng lại. Hóa ra công chúa Nuala đã quyết định tuẫn tiết, tự tử để kéo thằng anh mất dạy của mình chết theo. Đến chết, Nuada vẫn lải nhải về việc Hellboy sẽ không bao giờ được loài người công nhận trước khi biến thành đất sét. Nuala thì từ từ, sau khi được giáp cốt truyện bảo vệ, cô đã sống đủ lâu để kịp bày tỏ tình yêu của mình với Ape chỉ bằng một cái chạm tay, rồi cũng đi theo anh trai luôn, khiến Ape vô cùng đau xót. Mà từ từ, chúa tể nghịch ngu Hellboy đang có quyền điều khiển đội quân hoàng kim, nghe có vẻ không giòn. Cơ mà trước khi Hellboy định làm gì khiến cho tất cả mọi người phải hối hận, Liz đã ra tay nung chảy chiếc vương miện, khiến đội quân vàng chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Họ rời đi. Ra đến cửa thì hóa ra Manning mới vừa tìm được đường đến đây, chả biết vào trong kiểu gì. Đúng là công chức chính quyền có khác, tàn canh rồi mới đến. Vì cay Manning vụ không đi cứu mình, Hellboy rủ anh em bỏ việc, sống an nhàn tự tại ở một chỗ nào đấy hẻo lánh xa đô thị Sobo.
Anh vô cùng hào hứng nghĩ về ngôi nhà và đứa trẻ, nhưng bị Liz chỉnh lại là ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì trong bụng Liz giờ là một cặp sinh đôi. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong hành trình của Hellboy. Tại suite thì có phần 3, nhưng mà mấy ông chopper ở Universal khá là rách, không chịu cấp vốn cho Guillermo del Toro làm phim cho nó ra hồn, khiến cho dàn diễn viên gạo cội nghỉ theo ông đạo diễn, và cho chúng ta cái thảm họa như quả reboot năm 2019. Nên thôi, tôi quằn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.